Đệ Tử Quy Chủ đề Hạnh Phúc Nhân Sinh Giảng rõ về Đệ Tử Quy Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không Chủ giảng Thái Lễ Húc Giảng ngày 15 tháng 2 đến 23 tháng 2 2005 dẫn rõ về đệ tử quy tập 8 chào các bạn buổi sáng sáng hôm nay mọi người có đọc qua một lượt đệ tử quy chăng có hiếu học cần hồ trí chỉ cần mọi người giữ mãi tâm hiếu học này đạo đức và học vấn nhất định có thể thành tựu. Tô Cách Đa Lệ là một nhà triết học rất nổi tiếng của cổ Hy Lạp. Lần đầu tiên dạy học sinh, ông nói hôm nay chỉ dạy một động tác, cũng rất đơn giản. Chính là đưa tay tới trước, sau đó đưa về sau. Cứ đánh tay như vậy, làm 300 cái, khi làm xong, ông nói với học sinh, các em mỗi ngày đều làm một lần. Các em học sinh cảm thấy như thế nào? Rất đơn giản. Nhưng sau một tháng, ông hỏi các học sinh, hiện nay ai còn đánh tay mỗi ngày đưa tay lên? Chiếm khoảng 90% mà thôi. Sau hai tháng hỏi lại, chỉ còn lại 30% mà thôi một năm sau hỏi lại chỉ còn một người duy nhất người đó là ai bác la đồ chính là thừa truyền của tô cách đa lệ nhà triết học quan trọng thứ hai của phương tây thực ra cầu học vấn trong chỉ điểm của tô cách đa lệ chúng ta sẽ biết quan trọng nhất chính là kiên trì khi chúng ta mỗi ngày đều có thể tranh thủ thời gian để thâm nhập kinh điển thánh hiền nước chảy đá mòn nhất định có thể thành tựu chúng ta cũng nên duy trì thái độ như vậy ví dụ nói mỗi ngày học thuộc năm câu luận ngữ hoặc là thuộc lòng ba câu cứ như vậy suốt một năm có thể thuộc hết toàn bộ cuốn luận ngữ thế nên chúng ta nhất định phải duy trì thái độ học tập như thế tôi thường giao lưu với rất nhiều thầy cô giáo sau buổi học tôi hỏi họ trạng thái học tập năm ngày này so với cuộc đời của quý vị có khi nào siêng năng hơn năm ngày này chăng họ đều nói không có đều cảm thấy năm ngày này là thời gian học tập chuyên chú nhất trong đời họ tôi nói đây là điểm bắt đầu nhưng chắc chắn không phải kết thúc nên giữ mãi thái độ học tập này có một vị chủ nhiệm giáo vụ đến học năm ngày sau khi học xong ông ta mời tôi đến diễn đàn của trường họ ông nói những gì ông ghi chép trong năm ngày này Số lượng ghi chép nhiều hơn ông học đại học 4 năm Cho nên tiềm lực học tập thật sự của một người Là không có hạn lượng Nhưng vì sao năm ngày này Thái độ học tập của họ tốt như vậy Tra cứu nguyên nhân của nó là vì họ cảm thấy học vấn của Thánh Hiền đích thực có thể lợi ích học sinh khiến phần trách nhiệm của họ được khởi dậy nên cuộc sống có chí hướng nhất định có thể khai thác tiềm lực ngoài duy trì ra chúng ta cần phải nỗ lực thực hiện hôm qua chúng ta học đến cha mẹ gọi không nên chậm trễ mệnh lệnh cha mẹ không nên biến nhát cha mẹ dạy phải cung kính lắng nghe cha mẹ trách phạt phải thuận theo toàn đoạn văn này quan trọng nhất là có tâm cung kính đối với cha mẹ bất luận là lời nói hay hành động cũng vậy tâm cung kính không chỉ đối với cha mẹ mà đối với tất cả những người gặp được đều không mất đi sự cung kính phụ mẫu hô nghĩa là lời gọi chúng ta lập tức đến ngay cũng như thế trong khi nói chuyện cùng cha mẹ chúng ta cũng nên vui vẻ thoải mái tiếng nói nhẹ nhàng có khi thấy ngoài mặt đang ứng đối với cha mẹ âm thanh khẩu khí không lớn nhưng trong lòng có cảm giác chán nản lúc này chúng ta thường có thể quán chiếu tâm mình khi thấy bực mình lập tức thay đổi nên đạo đức học vấn căn bản nhất là chỗ hạ thủ nghĩa là từng giờ từng phút có thể quán chiếu tốt tâm của mình khi ý niệm không đúng lập tức chỉnh đốn lại như vậy ngôn ngữ hành vi của chúng ta sẽ không đến nỗi sai lệch quá lớn có lần tôi đến tìm một người bạn đúng lúc anh ta đang đối diện với sự lựa chọn trong cuộc đời phải từ một trường đại học tư lập chuyển đến trường đại học công lập anh ta đang nói với cha cách chọn lựa của mình hy vọng ba anh ta có thể ủng hộ anh ta làm như vậy đúng lúc tôi bước vào anh ta vừa nói đến một nửa khi tôi bước vào anh ta liền nói mời anh ngồi tôi nói chuyện với ba tôi trước khi đó tôi ngồi bên cạnh thấy một người con cung kính trình bày với ba của mình về tình hình công việc hiện tại cách nói êm tai và thái độ lễ kính đó lưu lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc Tin rằng con cái anh ta được huân tập trong một gia đình như vậy Cũng là một quân tử nhanh nhẹn Chúng ta hồi tưởng một chút Lớp thanh niên hiện nay Khi quyết định về cuộc đời Có đi hỏi qua ý kiến của cha mẹ chăng? Có đem tình hình của mình nói rõ ràng với cha mẹ Giảm thiểu sự lo lắng của cha mẹ nếu trong lòng cha mẹ thường không biết con mình đang làm gì như vậy không biết họ lo lắng đến chừng nào cho nên khi một người thật sự rất cung kính với cha mẹ nhất định sẽ làm cảm động những người thấy được ngoài việc ở nhà phải cung kính với cha mẹ ra trên thực tế lão bà hô vợ kêu cũng phải như thế nào cũng không được chậm trễ giữa vợ chồng ngôn ngữ lời nói cũng phải tương kính như tân rất tôn trọng như vậy đã làm tấm gương tốt nhất cho con cái rồi hiện nay giữa vợ chồng nói chuyện có chú ý đến điểm này chăng làm người càng thân càng không được tùy tiện càng thân phải càng tôn trọng vì thế lễ không thể mất cho dù người thân đến đâu nhưng lễ phép bao giờ cũng phải giữ có một bạn nhỏ khi nghe mẹ nói chuyện nói chuyện xong người mẹ cúp điện thoại đứa con trai liền nói với bà Mẹ à, có phải mẹ mới nói chuyện với ba hay không? Quý vị xem đứa bé này từ nơi khẩu khí nói chuyện của người mẹ liền biết được nhất định là nói chuyện với ba Vì sao vậy? Khi vợ nói chuyện với chồng đều là khẩu khí như thế nào? Tốt hay không tốt? Nên người mẹ vừa nghe trong lòng thấy giật mình quý vị xem thái độ của chúng ta đối với chồng con cái đều có thể nhận ra nên cần phải điều chỉnh lại có khi thấy số điện thoại hiện lên là của chồng vừa cầm lên alo gì thế quý vị thấy khẩu khí này con cái đều có thể phân biệt được là ba gọi về thế nên người mẹ lập tức thay đổi hôm đó chồng bà lại gọi về bà rất lễ phép alo anh à chồng bà nói xin lỗi tôi gọi nhầm và cúp điện thoại sau đó người chồng gọi lại chồng bà nói là em hả khi thái độ chúng ta thay đổi thì gia đình cũng sẽ thay đổi theo nên đừng xem thường thái độ của ngôn ngữ lời nói lần này đón năm mới có một vài thầy cô giáo đem 40 tập hạnh phúc nhân sinh tôi giảng ở Hồng Kông, đem về quê cho số học trò của họ xem. Trong đó, có một vị trở về Ninh Ba tìm bạn học anh ta. Khi xem, vì chồng của người bạn này chưa về nhà, đúng lúc công ty đang bận, nên chồng người bạn này tối 30 Tết mà quên gọi điện về rốt cuộc vừa sợ bị vợ la lại về trễ đến hai ngày đến ngày mùng hai tết muốn gọi về nghĩ rằng nhất định sẽ bị la nên tiếp tục kéo dài kéo dài đến ngày mùng năm mới gọi về đúng lúc đang xem đĩa giảng về hạnh phúc nhân sinh xem được một nửa thì chồng cô gọi về Vừa bắt điện thoại, ông chồng có chút lo sợ. Sợ nhất định sẽ bị vợ mắng. Người chồng nói: "Xin lỗi, đến bây giờ anh mới gọi điện về." Người vợ lập tức nói: "Anh dứt giả quá, đến Tết mà không được về nhà. Mẹ con em rất cảm ơn anh, ở bên ngoài làm việc cực khổ." Người chồng nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, sau đó cúp điện thoại không bao lâu người chồng lại gọi điện về anh ta nói hay là em cứ mắng anh vài câu như vậy anh thấy dễ chịu hơn cho nên vợ chồng sống với nhau sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nếp sống gia đình quan hệ vợ chồng tốt nhất định phải bắt đầu từ thái độ của những lời nói ngôn ngữ phụ mẫu mệnh hành vật lại chúng ta đối với việc mà cha mẹ giao phó không thể thất tính cũng thế đối với việc đã hứa với vợ và con cái chúng ta cũng phải nói là giữ lời khi chúng ta biết nói giữ lời con cái đối với chúng ta vô cùng tôn kính thực ra trước đây khi tôi dạy học chúng tôi không xem thường câu nói nào nhất định phải ghi nhớ không thể thất tính với học sinh khi chúng ta làm được tất cả những gì mình nói ra học sinh đối với quý vị đều rất tôn trọng tôi nhớ năm đầu tiên làm chủ nhiệm lớp có lần đúng lúc có hội thể thao tất cả học sinh đều đến thao trường sắp hàng Đương nhiên chúng tôi cũng ở đó cùng học sinh Đúng lúc tôi cầm lấy đồ Liền trở về phòng làm việc Lúc đó gặp được một vị phụ huynh Một người cha Cầm một số nước uống Muốn đi lên lầu 4 Đến phòng học của chúng tôi Vị phụ huynh này Vì sao đợi lúc học sinh đều đi tập trung mới đem nước uống lên Vì sao vậy? vì cảm thấy ngại có thể thấy được vị phụ huynh này rất ít đến trường rất ít khi đến trường nói lên rằng rất ít khi nói chuyện với thầy cô giáo vì sao phụ huynh ít khi nói chuyện với thầy cô giáo chúng ta làm thầy cô cũng phải tự mình phản tỉnh xem khi chúng ta quan tâm tới con cái họ có thể làm khởi dậy ở họ sự chủ động liên lạc nói chuyện. Đây là tánh lương thiện tuần hoàn. Cho nên, phải thường lợi dụng sổ liên lạc, khen ngợi con họ nhiều hơn. Tự nhiên cây cầu này có thể nối được. Người cha này cũng không quen nói chuyện với thầy cô giáo, nên lợi dụng lúc không có ai, thể hiện một chút tâm ý, đem số nước uống này để ở lớp học rồi ra về. Đúng lúc tôi trở lại lấy đồ đạc đã gặp được, Vừa gặp ông ta liền thoái lui mấy bước Giống như là thấy ngại vậy đó Tôi bắt đầu nói chuyện với ông Chúng ta nói chuyện với bất cứ ai Cần phải nắm bắt một nguyên tắc Khi gặp người khác là phải khen Quý vị có thể khen ngợi con họ Có thể khen ngợi ưu điểm của họ chúng ta đều thích người khác tán thành mình nên khi mình khen ngợi con cái họ trong lòng họ sẽ cảm thấy vui cảm thấy được tôn trọng nếu như vừa gặp phụ huynh mà bắt đầu đem vấn đề của con họ ra nói hết như vậy họ cảm thấy không dễ chịu thế nên nhân tình không thể xem nhẹ chúng ta cần tùy thuận nhân tình khi nói chuyện với người khác Tôi liền bắt đầu đem những biểu hiện tốt của con ông trong thời gian gần đây chia sẻ với ông ta, cũng để ông hiểu thêm. Trong quá trình nói chuyện, vị phụ huynh này nói: "Thầy giáo à, con tôi rất tôn trọng thầy. Nó không tôn trọng thầy giáo trước của nó. Vì tôi dạy em năm lớp 6, lớp 5 là thầy khác dạy." tôi liền nghe ông nói tiếp ông nói thầy giáo trước đây nói khi ăn cơm trưa mọi người cùng ăn nhưng học sinh còn khoảng một nửa chưa bắt đầu thầy ở sau đã ăn rồi thầy thái thầy đều cùng ăn với học sinh thực ra tôi không phải cùng ăn với học trò đợi học trò ngồi xong tôi dạy chúng một câu tục ngữ địa phương vì tục ngữ địa phương đều bao hàm triết học nhân sinh rất sâu sắc như tiếng địa phương có câu đầu cây đứng vững không sợ đuôi cây bị gió thổi câu này dùng vào giáo dục đức hạnh của chúng ta rất thích hợp khi căn bản đức hạnh của con cái không nắm vững thì năng lực của chúng càng cao càng nguy hiểm vì bên ngoài rất dễ bị mê hoặc càng có năng lực đến lúc đó lại không chịu được mê hoặc treo càng cao thì té càng nặng những câu tục ngữ địa phương này đối với nhân sinh đều có khai thị rất lớn Thế nên đầu tiên tôi dạy chúng một câu tục ngữ địa phương Khi dạy xong chúng mới bắt đầu ăn Lúc này tôi đi quanh xem một vòng Đối với ẩm thực Không nên lựa chọn Dùng đệ tử quy Để làm mạnh thêm quy tắc cuộc sống của chúng Nên không thể kén chọn thức ăn Thấy học sinh món ăn đó chỉ gấp một ít tôi liền nói với chúng có cần thầy phục vụ các em chăng chúng liền rất sợ hãi liền tự mình đi gấp một ít rau xanh ăn uống như vậy mới quân bình được cho nên khi chúng tôi thường ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn thì đã có hai ba học sinh ăn no vì thế chúng ta không xem thường một câu nói Học sinh đều nhìn thấy hết và ghi nhớ trong đầu, những lời nói và việc làm của mình phải nhất trí mới thực sự nhận được sự tôn trọng của học sinh và con cái đối với mình. Phụ mẫu giáo tu kính thính, phụ mẫu trách tu thuận thừa. Chúng ta cần hiểu rõ về chữ thuận một chút tất cả sự trách mắng của cha mẹ yêu cầu của cha mẹ phải chăng chúng ta đều nên thuận làm theo vì trong mấy mươi năm nay rất nhiều người đã ngộ nhận về văn hóa xưa họ cảm thấy nho gia nói hiếu thuận hiếu thuận chính là cái gì cũng phải thuận theo đó là ngu hiếu nói như vậy có đạo lý chăng thật ra người nói lời như vậy có thể họ đến một cuốn kinh cũng không xem từ đầu đến cuối các bậc thánh hiền tuyệt đối không dạy như vậy thuận có hai tình hình khi cha mẹ trách cứ chúng ta đều là chính xác chúng ta cần phải nhanh ghi nhớ và thực hành cho tốt Lúc này phải thuận Khi cha mẹ trách mắng và yêu cầu không đúng Lúc này không nên cãi lại Phải biết cách thuận thế mà làm Tình hình trước mắt, quý vị muốn lý sự Chỉ khiến giữa cha con xung đột càng lớn Nên chúng ta lùi một bước trước Rồi tính tiếp Đợi thời cơ tốt mới thương lượng với cha mẹ cho nên phía sau đệ tử Quy nói đến Thân hữu quá Gián sự cánh Di ngô sắc Nhu ngô thanh Hiếu thuận của Trung Quốc Thuận ở đây tuyệt đối Không phải tất cả những yêu cầu của cha mẹ Chúng ta đều phải làm Trước phải phân biệt đúng sai Hiếu thuận nhưng phải dùng lý trí Khi cha mẹ có sai lầm Chúng ta không nên khuyên như vậy là đưa cha mẹ vào chỗ bất hiếu đây không phải là cách làm người con hiếu phải có thái độ ngoài việc cha mẹ dạy phải cung kính lắng nghe ra thầy cô giáo dạy cũng phải cung kính lắng nghe một người có đạo đức và học vấn tốt hay không ngoài việc có thầy cô giáo giỏi ra một nhân tố quan trọng hơn là thái độ học tập của chính mình nhất định phải có tâm kiền thành cung kính đối với thầy cô giáo tuyệt đối không được bằng mặt không bằng lòng học vấn có thành tựu đến đâu có thể từ trong tâm cung kính mà đoán ra được một phần thành kính đạt được một phần lợi ích mười phần thành kính liền được mười phần lợi ích vì mỗi việc mà thầy cô giáo dặn dò hay giao phó rất có thể chúng ta vẫn chưa hiểu thấu đáo học học vấn giống như hai mươi tầng lầu thầy cô giáo có thể ở tầng lầu mười mấy chúng ta chỉ ở tầng lầu thứ hai thứ ba mười mấy tầng lầu có thể nhìn được cảnh vật chúng ta có thể thấy được chăng không thấy được thầy cô giáo chỉ đều là mục tiêu lâu xa quý vị nói thầy à em không sao thấy được nên không cảm nhận được tại sao phải làm như vậy lúc này chúng ta thật thà y giáo phụng hành thì không đạt được lợi ích người hiện nay vì sao khó thành tựu học vấn đều phạm một sai lầm rất nghiêm trọng chính là chúng ta thường dùng tâm tiểu nhân đo lòng quân tử đem đạo lý trong luận ngữ đều hiểu theo cách nghĩ của mình Lấy cảnh giới của khổng tử Từ tầng lầu thứ 20 kéo xuống bao nhiêu Kéo xuống tầng 2, tầng 3 Có khi còn cảm thấy câu này khổng tử nói không đúng Cho nên Bắt đầu học với thầy cô giáo Tuyệt đối không được phê phán Trước nên thật thà làm theo Quý vị chân thật làm Liền cảm nhận được một phần khi cảnh giới nâng cao dần dần sẽ lý giải được ồ những gì thầy giáo nói đích thực là chân thật bất hư nên thầy cô giáo dạy cũng phải cung kính lắng nghe tiếp đến cấp trên nói cũng phải cung kính lắng nghe một người trên đường học vấn hay trên sự nghiệp có thể có thành tựu hay không trước phải từ trong tâm cung kính khiêm tốn của họ mà cầu được cho nên con người có được mới có thể duỗi vì thế con cái chúng ta cũng phải dạy dỗ chúng biết cách cung kính khiêm tốn biết cách nơi nơi học tập đến một hoàn cảnh xa lạ không nên quá nhiều oán trách trước nên học thấy nhiều nghe nhiều học nhiều cấp trên nói như thế nào chúng ta trước phải thật thà đi làm đợi khi học vấn và thấu hiểu càng nhiều đối với công ty mới đưa một vài kiến nghị thích đáng cho cấp trên như vậy sẽ thích hợp hơn Chúng ta xem tiếp một câu văn Chúng ta cùng đọc qua một lượt Đông tắc ôn Hạ tắc thanh Thần tắc tỉnh Hôn tắc định Xuất tất cáo Phản tất diện Cư hữu thường Nghiệp vô biến Hạ tắc thanh Đây là một chữ cổ Xuất tất cáo phản tất diện chữ này là đọc âm là âm từ cổ xưa truyền lại hiện nay thông thường khẩu ngữ chúng ta đều đọc cáo cả hai cách đọc đều được đông tắc ôn hạ tắc thanh đây là có một câu chuyện vào thời đông hán có một đứa bé 9 tuổi tên hoàng hương vì mẹ mất sớm nó và cha Hai người nương tựa nhau mà sống Sức khỏe cha không tốt Nên vào mùa đông sợ cha lạnh Nó thường vào nằm trong mình Ủ cho mình ấm lên mới mời cha lên ngủ Trời hạ, thời tiết nóng quá nó lấy quạt quạt cho giường mát Mới mời cha lên giường ngủ Từ đây chúng ta có thể thấy được Hoàng Hương lúc nào cũng quan sát nhu cầu của cha mẹ Phải chăng Hoàng Hương chỉ làm đông ấm hạ mát Khi nó có trái tim Lúc nào cũng biết quan tâm cha mẹ Tin rằng tất cả sinh hoạt trong cuộc sống của cha mẹ Nó đều tận tâm tận lực để làm Đứa trẻ 9 tuổi có thể tận được phần hiếu tâm này Quan địa phương nơi Hoàng Hương ở nhìn thấy rất cảm động Khi Hoàng Hương đến tuổi làm quan quan viên địa phương liền cử hoàng hương làm hiếu liêm về sau ông làm quan đến thượng thư nên đích thực người có lòng hiếu thảo họ cũng có thể tận trung với quốc gia trung với nhân dân trung thần xuất ư hiếu tử chi môn thật sự không sai vì tấm lòng người còn hiếu nhất định có thể thúc đẩy rộng ra thương yêu cha mẹ của mọi người con cái của tất cả mọi người lúc đó nhà vua tán thán hoàng hương nói giang hạ hoàng hương cử thế vô song Giang hạ hoàng hương, thế gian này không có người thứ hai. Câu chuyện về hoàng hương lưu truyền đến thiên cổ. Tin rằng nhà vua làm như vậy, đối với nhân dân có ảnh hưởng chăng? Ông có thể lôi kéo nhân dân toàn quốc học theo hoàng hương. Vì thế, từng lời nói hành động của người lãnh đạo đều lôi kéo theo nếp sống của cả quốc gia như chúng ta làm phụ huynh làm thầy giáo những gì chúng ta cường điệu những gì chúng ta yêu thích cũng sẽ đồng thời ảnh hưởng đến con cái và học sinh của mình khi cha mẹ coi trọng đức hạnh thì con cái cũng coi trọng đức hạnh khi thầy cô giáo xem trọng đức hạnh con em cũng học theo như thế chúng ta từ trường hợp của hoàng hương không chỉ là học được hoạt nồng ấp lạnh quan trọng hơn nữa là phải lãnh hội được chủ tâm của hoàng hương chủ tâm là bản chất của hoàng hương hoạt nồng ấp lạnh là hành vi hình thức của ông bản chất tuyệt đối không vì thời đại mà thay đổi nhưng hình thức sẽ thay đổi vì tất cả phương thức sinh hoạt giữa người và người đều vì thời đại mà bất đồng ví dụ ngày xưa nếu gặp nhà vua phải hành lễ như thế nào phải tam quỳ chính khấu lễ bản chất của nó là gì tâm cung kính vì người lãnh đạo quốc gia mỗi ngày phải xử lý hàng trăm hàng ngàn công việc lúc nào cũng nghĩ cho nhân dân chúng ta là cung kính sự cống hiến của người lãnh đạo đối với nhân dân nên chúng ta hành lễ họ ngày xưa lễ là ba quỳ chính lạy hiện nay như gặp thủ tướng tổng thống thấy ở nơi phi trường lập tức quỳ xuống ba quỳ chính lạy như vậy được chăng người lãnh đạo quốc gia này nói ai bày làm như vậy sao lại dạy như vậy không phù hợp với thời đại hiện nay nhưng bản chất có thay đổi chăng không có rất nhiều người nói thời đại khác rồi tất cả đều phải thay đổi là hình thức thay đổi chứ không phải bản chất thay đổi thế nên văn hóa xưa nếu chúng ta ví nó như một cây đại thọ năm ngàn năm tất cả bản chất và nguyên tắc giống như thân cây này vậy Thân cây này là thẳng đứng, 4.000 năm không đổ. Nhưng mỗi năm, nó đều lên mầm mới. Đều phải thay lá và nhánh mới. Lá mới và nhánh mới này đều tùy theo ánh mặt trời, không khí của năm đó, cộng với nguồn nước mới nảy mầm ra. Nên những cành lá này nhất định thích hợp với khí hậu lúc đó. Thế nên chúng ta học tập bất cứ kinh văn nào, chúng ta cũng phải nắm bắt bản chất của nó để học. Học tập như vậy, chúng ta có thể nắm chắc được cương lĩnh, từ quạt nồng ấp lạnh, chúng ta liền lãnh hội được hoàng hương. Lúc nào cũng có thể thấy được nhu cầu của cha mẹ. Cha mẹ ở phương diện nào Cần chúng ta luôn quan tâm Thân thể Chúng ta đem nó quy nạp lại Dưỡng phù mẫu chi thân Dưỡng phù mẫu chi tâm Dưỡng phù mẫu chi trí Chữ trí này cũng có thể xem như là tâm nguyện Dưỡng phù mẫu chi thân Việc sinh hoạt, ăn ở Ăn mặc phương tiện đều cần phải quan tâm. Nếu chúng ta sống cùng ba mẹ hoặc ở gần, về phương diện thực vật, khi chúng ta trở về, đem theo một ít trái cây, một ít rau tươi. Lúc nhỏ tôi thường thấy mẹ tôi, khoảng 2-3 tuần là trở về nhà ông bà ngoại. Tôi cũng có tiêu chuẩn đi theo Nên mỗi lần theo mẹ về cùng Thứ nhất, có thể học tập hiếu tâm của mẹ Thứ hai là vì mỗi lần trở về Ông bà ngoại rất vui Thường đem rất nhiều đồ ăn cho tôi Uống hết một lon nước Họ lập tức lấy thêm lon nữa Có khi uống liền hai ba lon trong lúc uống Có thể cảm nhận được tình thương yêu của ông bà nội ngoại với mình Thực ra để con trẻ thường tiếp xúc với ông bà nội ngoại Họ có thể cảm nhận được niềm vui rụt ra Điều này cũng rất quan trọng Khi trở về trong nhà có thể quan sát được gạo sắp hết dầu cũng sắp hết chúng ta đều chủ động mua giúp cha mẹ như vậy nhất định cha mẹ cảm thấy vô cùng ấm áp ngoài ra người già thường sợ không có sức khỏe nên chúng ta cũng phải thường thảo luận với cha mẹ một vài quan niệm về sức khỏe có tri thức về sức khỏe mới đưa ra lựa chọn và phán đoán về sức khỏe chúng ta gặp mặt người ta nói người già khi gặp mặt đều nói ăn nhanh một chút mới không cao huyết áp mới không bị ung thư vì tuổi lớn ăn càng thanh đạm gánh nặng về sức khỏe càng ít nhưng quý vị phải thông qua thảo luận với cha mẹ dần dần rồi nói với họ ăn uống thanh đạm tốt bằng không vì thời đại trước chúng ta nghèo nên đã rất sợ họ cảm thấy không ăn nhiều cá thịt hình như không đủ dinh dưỡng Thậm chí hiện nay đều đề xướng ăn gạo lứt, gạo mầm có dinh dưỡng hơn. Đó toàn là tối chất dinh dưỡng, cơm gạo trắng nhiều đường. Nhưng nếu chúng ta đem gạo lứt, thậm chí lấy khoai lang, những thứ này đều nhiều dinh dưỡng hơn, đem cho cha mẹ ăn. Họ nghĩ rằng hiện nay cuộc sống của ta đã tốt hơn rồi, còn bắt ta ăn những thứ này, ta muốn ăn cơm trắng quan niệm của họ nhất thời không thay đổi được quý vị phải thảo luận với họ và hướng dẫn từng bước chúng ta kiến lập cho cha mẹ kiến lập cho người nhà quan niệm chính xác để họ thân thể tốt hơn kiến lập quan niệm này cũng không phải một lần là được dục tốc bất đạt chúng ta không thể quá gấp gáp không được áp đặt người quá đáng các vị phải ăn cái này mới được đừng ăn nói lôi thôi như vậy cha mẹ hay là người nhà trong lòng cảm thấy dễ chịu chăng không dễ chịu trong lòng không dễ chịu thức ăn dù có dinh dưỡng cũng không dễ tiêu hóa có một người bạn là một cô gái vừa lúc cô ta nghe bài giảng của chúng tôi hiểu được ăn uống nên giảm bớt thức ăn về thịt ăn nhiều rau có lợi ích rất lớn cho sức khỏe cô ta nghe xong rất vui khi trở về nói với chồng bắt đầu từ hôm nay em sẽ không nấu thịt cho anh ăn vì em lo cho sức khỏe của anh nên anh phải cảm kích ngày đó trở về có dứt khoát chăng rất dứt khoát nhưng quá gấp gáp sẽ có hiệu quả ngược lại cho nên một hai tuần sau cô ta đến trung tâm tìm tôi sắc mặt không được tốt cô ta nói chồng tôi thật sự không tiếp nhận tôi vì muốn tốt cho anh ấy hy vọng anh được khỏe mạnh nên không nấu thịt cho anh ăn vậy mà anh ấy không tiếp nhận cô ta nói một hồi tôi liền rót cho cô ta một ly nước khi cô ta đang uống nước tôi liền nói với cô ta tôi nói nếu như chồng cô có bạn gái cô phải chịu trách nhiệm cô ta giật mình tôi nói nếu chồng cô mắc bệnh cao huyết áp cô cũng phải chịu trách nhiệm con cái cô ngày càng ít cơ hội gần gũi cha quan hệ cha con sẽ bị ảnh hưởng cô cũng phải chịu trách nhiệm tôi càng nói cô ta càng bực bội sao lại như vậy tôi lại hỏi cô ấy hôm nay cô không nấu thịt cho chồng mình ăn xin hỏi anh ta có ăn không cô ấy nói có nhưng anh toàn đi ăn bên ngoài Tôi nói, đúng rồi, ra bên ngoài ăn Có thể lại đến quán rượu ăn Ở đó có rất nhiều con gái Đúng lúc gặp nhân duyên không tốt Phải chăng có thể sẽ xảy ra chuyện Nên anh ấy có bồ Cô phải gánh lấy trách nhiệm Ra bên ngoài ăn cơm Bên ngoài nấu vừa dầu vừa mặn Có thể ăn khoảng 3 năm huyết áp tăng cao sẽ bị cao huyết áp Cô cũng phải chịu trách nhiệm Chồng ngày nào cũng ăn bên ngoài Không thể có sự câu thông tốt Và yêu thương chăm sóc tốt cho con cái Nên quan hệ cha con cũng là do cô phá hoại Thế nên cô cũng phải chịu trách nhiệm Cô ta giống như rất bị út ức vậy Tôi nói mục đích ban đầu cô làm điều này Là gì? là vì khiến chồng cùng người nhà được mạnh khỏe xin hỏi hiện nay cô đã đạt mục đích hay chưa con người rất nhiều khi mục đích chính xác nhưng đi đến nửa đường là quên hết đều xử sự theo cảm tính tôi liền nói với cô ấy nếu muốn một người tiếp thu một quan niệm không phải là chuyện trong chốc lát phải làm sao mà không để lại dấu vết ví dụ nói tuần này nấu ba món thịt tuần sau giảm bớt còn hai món tháng sau chỉ còn một món giảm từ từ để chồng mình không cảm thấy được nhưng khi không nấu món thịt món rau đêm lên phải ngon thế nên cô phải mau học người khác phải làm sao để nấu thức ăn chay ngon hơn ăn thịt chồng cô vừa ăn vừa nói món ăn này là gì sao ngon thế cô nói đây là món rau chay gì gì đó như vậy anh ta đối với thức ăn chay có thể dễ tiếp nhận hơn ngoài ra những quan niệm chính xác này phải thảo luận từng chút từng chút một với anh ta ví dụ như người phụ nữ có thể phát huy được sự ôn nhu của mình nói với chồng sức khỏe của anh là hạnh phúc của đời em nên sức khỏe của anh rất quan trọng ăn uống như thế nào để được mạnh khỏe cuốn sách này của tiến sĩ lôi cửu nam viết rất hay hoặc là vị chuyên gia nào đó viết rất hay trong đó có quan niệm gì quý vị từng câu từng câu dần dần truyền tải cho anh ta như vậy rất dễ tiếp thu sau đó tôi lại kiến nghị với cô ta tôi nói đôi lúc cô nên dẫn chồng mình cùng đến nghe giảng học xong buổi trưa ở lại cùng mọi người cùng ăn cơm với những thầy cô giáo ở trung tâm anh ta sẽ cảm thấy người này cũng ăn chay người kia cũng ăn chay như vậy anh ta không cảm thấy ăn chay là việc rất kỳ lạ khi ăn, thầy cô giáo bên cạnh nói với anh ta Ăn chay cũng không tồi nhỉ Anh ta liền nói À rất ngon, rất ngon Từ từ sẽ có nếp sống đoàn thể Sau đó, chồng cô ta hai ba tháng sau cũng ăn chay Rất tự nhiên Vì thế, chúng ta quan tâm cha mẹ Quan tâm người nhà Cũng không nên quá gấp gáp đương nhiên quý vị quan tâm sức khỏe người khác đầu tiên chính mình cũng phải đầy đủ tri thức có câu tri thức chính là sức mạnh rất nhiều người tri thức của họ trên một phương diện nào đó thì rất phong phú đều là trong cuộc sống khi cần mới nâng cao ví dụ nói sức khỏe của mẹ có chút vấn đề chúng ta mới hiểu được lập tức đi nghiên cứu về vấn đề này chúng ta không nên đợi đến khi sức khỏe người nhà có vấn đề mới tìm hiểu lúc này quý vị sẽ cảm thấy rất mệt hiện nay chúng ta nên học trước thật tốt đem những quan niệm này vào trong gia đình đây là dưỡng phụ mẫu chi thân tiếp theo là dưỡng phụ mẫu chi tâm khiến trong lòng cha mẹ có thể thường được vui vẻ tự tại ở đây có một tiền đề chính là những gì chúng ta làm nhất định khiến họ quan tâm không lo nghĩ gì nếu như đức hạnh của chúng ta không tốt mặc dù mỗi ngày chúng ta đều để cha mẹ ăn những món ngon cha mẹ ăn rồi có cảm thấy vui chăng không thấy vui có thể họ vừa ăn vừa lo lắng cho chúng ta các bậc cha mẹ của chúng ta rất nội tâm những cảm nhận trong lòng họ đôi khi không để lộ ra trong ngôn ngữ nên chúng ta phải biết cách lãnh hội tâm cảnh của cha mẹ và những gì cha mẹ cần trong luận ngữ có nói, quân tử phải có cửu tư. Có chính điều phải thường biết cách quán chiếu một vài thái độ. Chính điều nào? Thứ nhất là thị từ mình, thứ hai là thính từ thông. Phải nên từ trong cách nói năng của cha mẹ, nhận ra được những nhu cầu trong lòng họ. Ví dụ chúng ta rất lâu không gọi điện cho cha mẹ mà đợi mẹ gọi đến đợi cha mẹ gọi cho chúng ta chúng ta quả thật quá thất lễ cha mẹ đến thăm hỏi quý vị tình hình công việc hiện nay tuy đang hỏi tình trạng công việc của quý vị trên thực tế chúng ta nên nghe ra được họ đang nhớ chúng ta thậm chí là đang nhớ cháu chắc chúng ta nghe ra được thì không nên đợi cha mẹ mở miệng mà chủ động trở về thăm non. Thực ra, con người chỉ cần trên 60 tuổi thì sự già cả ngày càng rõ ràng hơn. Nên khi chúng ta một hai tháng chưa về thăm cha mẹ, khi trở về nhìn thấy có cảm giác như thế nào? sao lại già đi rất nhiều Chúng ta cần phải trân quý cơ hội gần gũi cha mẹ Thể hiện nhiều hơn tấm lòng cha mẹ Thường quan tâm Hỏi han. Đây là dưỡng phù mẫu chi tâm Tiếp theo là dưỡng phù mẫu chi trí Tâm nguyện của cha mẹ Trong hiếu kinh có câu thân thể tóc tai và da thịt này là nhờ cha mẹ mà có nên không dám hủy hoại tổn thương đây là khởi nguồn của hiếu cho nên chúng ta phải chăm sóc tốt sức khỏe của mình đây là việc làm đầu tiên của hiếu đạo lập thân hành đạo dương danh với hậu thế để làm cha mẹ nở mặt là việc hiếu sâu cùng nếu chúng ta dùng đức hạnh của mình cống hiến cho gia đình cho xã hội Ai là người hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất Là cha mẹ Còn có thầy cô Đây là dưỡng phụ mẫu chi trí Vì mỗi người thật ra đều có một phần thiện tâm Hy vọng có thể cống hiến cho xã hội Rất nhiều bậc cha mẹ vì toàn tâm toàn ý vuông bồi cho con cái ở rất nhiều phương diện trong xã hội họ muốn tận lực đôi khi lực bất tòng tâm cho nên khi con họ có thể cống hiến lớn lao cho xã hội họ sẽ cảm thấy rất an ủi ở hải khẩu có một cô giáo cô học đệ tử quy hơn ba tháng sáng tối cô nhất định đọc qua một lần sau hơn ba tháng cô ta chủ động đến nói với tôi cô nói thầy thái à thầy học hay như vậy không thể chỉ có tôi và con tôi được lợi ích phải để cho nhiều đứa trẻ có thể nghe được giáo huấn của thánh hiền cho nên cô ta quyết định trở về quê nhà phổ biến rộng đệ tử quy cô ta có chí hướng như vậy tục ngữ nói nhân hữu thiện nguyện thiên tất tùng chi con người chỉ cần dũng cảm gánh vác bỏ công sức khi cô bắt đầu bước đi cô không sợ mình bước không vững vì cô bước đi bước đó bên cạnh nhất định có người giúp cô giữ vững sợ cô làm hư công việc bởi đây là việc tốt khi cô chủ động đề cập Ở trung tâm Rất nhiều thầy cô lập tức đem kinh nghiệm dạy học chia sẻ với cô ấy Tôi cũng đem một bộ Đức Dục Khóa Bổn Có hơn 700 câu chuyện thánh triết tặng cô Cô cũng rất hoan hỷ Và liền bắt đầu dạy Khi học đến xuất tắc đệ trong đó có một câu là sự chư phụ như sự phụ sự chư huynh như sự huynh bản thân cô giáo này làm việc ở phi trường chưa từng tiếp nhận qua sự huấn luyện về sư phạm của học đường nhưng vì có thiện tâm này tấm lòng yêu thương giáo dục nên cô bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu câu này dạy như thế nào rất nhiều tâm cảnh cần phải thông suốt và trên thực tế hành vi phải bỏ ra mới cảm nhận được cô ta liền mua một thùng vải sau đó trở về quê dạy câu này cho bọn trẻ sự chư phụ như sự phụ sự chư huynh như sự huynh Cô nói với học sinh: Chúng ta học xong nhập Tắc Hiếu đã hiểu được người làm cha mẹ vô cùng cực khổ gian lao. Thế nên chúng ta cần phải tôn kính cha mẹ mình. Cũng vậy, cha mẹ người khác cũng gian nan như thế, cũng rất cực nhọc, nên chúng ta đối diện với tất cả các bậc cha mẹ và trưởng bối, không chỉ là cha mẹ người khác mà tất cả người già cũng đều dùng tuổi xuân của họ cống hiến cho xã hội này nên chúng ta cần phải tôn kính họ đó chính là sự chư phụ như sự phụ sự chư huynh như sự huynh giảng xong bài này cô nói với học sinh bây giờ chúng ta đem số vải này cho những trưởng bối trong thôn chúng ta ăn khi các con đem cho họ cần phải có lễ phép cần phải hành lễ hỏi han họ các em nhỏ nghe xong rất vui mừng chúng lập tức như ông vỡ tổ chạy tới chạy lui trong thôn này toàn bộ thôn rất náo nhiệt toàn bộ thôn tràn ngập nếp sống như thế nào kính lão tôn hiền nếp sống kính già yêu trẻ tin rằng mỗi bậc trưởng bối trưởng giả khi nhận được chùm vải này trong lòng nhất định rất vui còn khi bọn trẻ nhìn thấy các bậc trưởng bối hoan hỉ như vậy nhất định sẽ ghi dấu trong lòng chúng về sau khi chúng cung kính với người chúng sẽ sinh tâm hoan hỉ sau ngày hôm đó Cách hai ngày Cha cô gọi điện cho cô Ông nói với con gái Ông nói con gái à Rất nhiều trưởng bối trong thôn Đều gọi điện thoại đến nhà Các vị trưởng bối này nói Con gái ở quê mình đã gả đi Xưa này chưa có ai yêu thương quê hương mình đến như vậy Đã gã đi rồi Mà vẫn quan tâm quê hương mình như vậy Thế nên các bậc trưởng bối này đều rất cảm động Các bạn Trong lòng cha cô ấy cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất vinh quang đây là dưỡng phù mẫu chi trí. Cha cô ta lại nói, con gái à, con có thể tìm thấy giá trị của nhân sinh. Cha rất vui vì con. Các bạn, hành vi này của con gái đem niềm vui đến cho cha là một ngày hay hai ngày? Là bao lâu? Là an ủi suốt cả đời So với chúng ta Cầm một bao thức ăn ngon cho cha mẹ ăn Đó là hai việc hoàn toàn không giống nhau Nên chúng ta đang học tập Thần tắc tỉnh, hôn tắc định Chúng ta phải khéo léo để lãnh hội Đem sự quan tâm đối với cha mẹ Từng chút từng chút Lan rộng vào trong cuộc sống lan rộng đến dưỡng phù mẫu chi thân dưỡng phù mẫu chi tâm dưỡng phù mẫu chi trí tiết học ngày hôm nay chúng ta chỉ học đến đây cảm ơn mọi người